Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Này giờ phải lội qua cái mương này. Nằm bên bờ lề mọi người ơi. Lội với nhảy không có nổi. Đây. Cái đầu tiên coi con chắc rất lớn rồi quá à, hên chín nè mọi người. Anh đầu tiên một chút cơm nha mọi người. Mọi người xem video có rung lắc mọi người thông cảm nha. Trời ơi nó ủi vậy. Sập nữa. Hai con mọi người. Cơm. Lia. Thả đống rác vô luôn. Hai cái đầu lấy hai con thấy có lý mọi người. Cái thứ ba rồi. Rồi cái thứ ba không biết. Không sập rồi. Cái thứ ba dở rồi. Chui. Cái nhảy dựng dựng luôn. Nhảy hả mày. Ai nha mọi người. Cộng 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 mọi người ơi. Cộng cộng. Bộ lệ có lý quá. À, cái này dính hai con. Ồ này trúng mánh nè mọi người. Thị trường thì thấy trúng mánh nè. Đây. Giỏ sách huyền thoại của mình. 5 cái hả mọi người. À đúng rồi, 5 cái mà dính 4 con rồi. Đà vô mánh nha. Cái này cái thứ 6 sau đây. Cái thứ 6 dính nữa nè. Khè là cống rồi. Đó, một em chục cống nữa. Đấy. Bây giờ bỏ vô giỏ sách nha mọi người. Sáu cái năm con. Nãy giờ mấy cái máng chanh này không có mọi người. Rồi đây này, cái này dính nè. Chục cơm. Cái này trống quá, với mới hai chành nhát. Được trước. Mấy măng chành không bằng mấy bờ lề. Mấy mương cực cũng chết. Có lại buồn hiu quá. Rồi rớt luôn. Rớt luôn mọi người ơi. Giờ còn 12 cái ngoài cái chùm cây bờ lề đó nha mọi người. Hy vọng trúng mánh nha. Đây, giờ tới 12 cái bờ lề nha mọi người.
trầu rồi nó lụm lụm ù dính thấy mê không nè. Một con chuột khổng, trời ơi con chuột khổng lồ luôn nội ơi. Ôi ôi nó khát lỗ đó, chuẩn bị ra nè, bự ghê mọi người. Để im đây đi, trời ơi đang con đó nè mọi người, đó trời ơi đây một con nữa, có một cùm ba con chuột khổng. Để cột miệng đàng hoàng lên nha mọi người. Này không dính mọi người, có đường đi của nó đó. Này nó vào không dính. Cái này kia cái khẹn kia. Vậy là cái này dính đằng đây nè. Đây. Dính cái này. Lụm tiền cống nha mọi người. Có lý rồi. Rồi kiếm dạng cống. Dạng cống rất cổ luôn. Tôi nhảy qua đây sửa sàn lại cái mọi người ơi. Cái giạc bên đây nó không có đi. Ở đây không có đi luôn. Cái đường này cũng láng lắm mà nha. Chắc là bị trùng. Có mấy con nó dính hết rồi thôi. Ây da. Cái này đường đi cũng ngon quá không vô. Này cũng không dính luôn. Vậy nó đi có cánh bên đó không, hút trọn ổ. Còn ba cái nữa nha mọi người. Đường này cũng ngon quá mình không đi. Giờ đang chùm đó chắc có 3-4 con gì nãy chắc bắt gái hết luôn quá. Hốt trọn hổ luôn, vừa mẹ vừa con luôn rồi. Bốn con. Bốn con giờ hốt trọn hổ rồi. Còn hai cái cuối nữa. Hai cái cuối thì hy vọng sẽ may mắn nha mọi người. Ông sẽ may mắn. Rồi trớt. Cái này không dính. Rồi khuyên ngoài được cái này. Đây. Cái cuối dính còn. Rồi để đi về nhà rồi cho mọi người xem kết quả luôn nha. Ở đây về nhà xa lắm mọi người. Khuyến mãi được cái chó. Về nhà cho mọi người xem kết quả. Đây, đi bộ nãy gần cây số mấy, gần 2 cây số mới ra tới được chiếc xe nha mọi người. Cho mọi người xem kết quả đi, cái ràn lại chạy về. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con ụ cấm khiếp không. Sáu con. Bảy con. Con 9 con 10 con 11 con nha mọi người. Tổng cộng 11 con. Một chuột cơm, hai chuột cơm, ba chuột cơm, bốn chuột cơm, năm con chuột cơm,
một con chuột cống, hai chuột cống, ba con chuột cống, bốn chuột cống, năm con chuột cống, sáu con chuột cống. Ý, lú mỏ hả mày? Con bự hết hồn mọi người. Vậy là hốt nguyên cái ổ đó luôn rồi đó. Bao dây nguyên cái khu vực đó. Bắt ráo mẹ con luôn. Ở chỗ đó không năm con. Một con bự, bốn con nhỏ gì vậy? Đúng rồi. Hốt ổ. Rồi, xin tạm biệt mọi người nha. Xem video hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Này trúng mánh rồi. Hút trọn ổ chuột cống luôn.